Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi qua thăm đại lộ ngôi sao ở tại bán đảo Cửu Long. Đây là một trong những trung tâm du lịch sầm uất bậc nhất ở tại Hồng Kông các bạn. Tại vì ngày xưa thì Hồng Kông chính là kinh đô điện ảnh của châu Á, nên rất là nhiều khách du lịch đã đổ dồn vào đây để đi thăm đại lộ ngôi sao. Ui nó đẹp như là bến Thượng Hải mà nó còn rất còn đẹp hơn luôn các bạn. Thì các bạn biết ở trên cái đại lộ ngôi sao sẽ có rất là nhiều dấu vân tay của những minh tinh màn bạc ngày xưa rất là nổi tiếng. Bạn nào coi phim của Châu Tinh Trì bạn biết là Trương Bá Chi trong phim mà Vua Hài Kịch đó bạn. Không đi làm được không? Không đi làm anh nuôi thôi à. Thì đây là bàn tay của Trương Bá Chi nè, mình bỏ tay mình vô cho bạn xem nè. Riêng đặc biệt ở tại đại lộ ngôi sao này thì có hai nhân vật được dẫn tượng các bạn. Một đó là Lý Tiểu Long. Đây có tượng Lý Tiểu Long chụp hình check in nhìn hết cả bán đảo Cửu Long, nhìn qua bên đảo Hồng Kông. Và thứ hai chính là ca sĩ. Tiếp theo mình sẽ dẫn cho các bạn đi qua coi cái đại lộ mang tên Hải Phòng. Thì đây là cái con phố đường tên mang tên Hải Phòng ở tại Hồng Kông. Nguyên con đường Hải Phòng này nó nhộn nhịp kinh khủng, hãy tự hào chưa. Về đêm mình cho dẫn cho các bạn đi vô trong một cái chợ đêm rất là nổi tiếng ở tại bán đảo Cửu Long này. Thì bán rất là nhiều street food rất là ngon. Lòng là ruột da các bạn. Ruột da bay mùi theo kiểu đậu thúi á. Và mình gặp được cái đài TVB. Bạn nào ngày nhỏ đi coi phim trên TVB là đài của Hồng Kông, các bạn đang đứng là quay street food trong này luôn. Bạn có em nữ em xinh xinh á, thấy mấy em hướng dẫn viên xinh á. Từ đó mình có đi ăn quán seafood hơn 70 năm tuổi. Cái món cua họ rang Hồng Kông ngon cực. Đây là con cua mình đặt riêng, đặc biệt các bạn. Bạn nhìn con cua nè. Mày ơi càng bự chứ. Cái con cua này thì chỉ giá là 500 đô. Ok, let's go theo mình khám phá Hồng Kông nào. Chúng mình đang đứng là trung tâm của Team Century. Thì tại bán đảo Cửu Long này sẽ là có băng đảng 14K nè, băng hội Tam Hoàng, xã hội đen rất là nhiều. Đó là không gian ở tại Team Century các bạn. Ở tại quận Du Tiêm Vượng. Du Tiêm Vượng là một cái quận gộp lại có ba cái tên gọi là Du Đại Ma, Tiêm Sa Chủy, lại Vượng Giác, nghe tên là giống phim Hồng Kông luôn các bạn. Đây, chúng mình đang đứng nè. Bây giờ mình đi hướng ra đây, ra tại lộ ngôi sao giống bên Hollywood vậy các bạn. Đông kinh khủng lắm bạn nè. Người Hồng Kông đông dã man luôn. Chỗ nào cũng đông á. Chỗ bữa mình đi lòng video trước là ở đảo Hồng Kông, bây giờ là đảo ở bán đảo Cửu Long. Bán đảo Cửu Long thì rất là nổi tiếng về phim Hồng Kông thập niên 80-90 rồi các bạn. Đi qua đây. Ồ, nó đông bạn nghe thấy ngã tư không? Dễ hết mang. Ở trong kia là cái Chung Kin Mansion, trong đó khu mua sắm rất là nhiều. Thì chút nữa rảnh mình sẽ dẫn cho bạn vô coi chỗ này là cái khu trung tâm mua sắm đó là nổi tiếng thuộc dạng bậc nhất ở tại Hồng Kông mà các bạn. Tập hợp rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng, mà thấy em có Patek Philippe đầy đủ luôn mà. Ở đây là chỗ ra đại lộ ngôi sao như Hollywood mà, nhưng bên New York á. Nhưng bên Cali cho bạn. Bây giờ này có nắng lên đẹp dữ. Đó. Đa số là đi bộ tại phương tiện công cộng ở tại Hồng Kông cũng khá là chi chít dày đặc luôn các bạn. Đi bộ là chính. Chỗ mình đang đứng ở đây là chỗ ngã tư ở tại Team Xe Chủy. Rất là sầm uất. Ở bên kia là cái museum của Hồng Kông. Museum mạc các bạn. Góc quay góc bên này là đại lộ rất là bự, bô lô và rất là to nha các bạn. Cái khu này là cái khu gọi là khu nhà giàu các bạn. Khách sạn, nhà hàng rất là to, rất là mắc tiền. Đó, sau lưng mình là Louis Vuitton này nọ, các kiểu đầy đủ luôn á. Đó, Hồng Kông các bạn, du lịch đến Hồng Kông rất là đông, rất là phát triển. So với Trung Quốc thì du khách quốc tế tới Hồng Kông rất là nhiều. Bên Trung Quốc thì là đa số khách nội địa, nhưng mà ở Hồng Kông thì khách quốc tế đông lắm bạn. Hàn, Nhật, châu Âu, Nam Mỹ. Đây có tượng của thiếu nữ giơ cái bóng điện lên. Rất là đông bạn, trời Hồng Kông đông luôn. Có Messi nữa. Impossible is nothing kìa. Này. Chúng ta đã tới cảng tại Team Xe Chủy Cửu Long các bạn. Đây, không gian bánh cảng. Ui nó đẹp như là bến Thượng Hải mà nó còn rất còn đẹp hơn luôn các bạn. Đó, Team Xe Chủy bạn thấy chưa? Team Xe Chủy ở đây có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là nó giống như là mũi né tại Bình Thuận như bạn Phan Thiết á. Nó gọi là mũi né nha các bạn. Là mũi đất. Có chừng cái bên chừng rớt cái camera bè xuống dưới nước nha. Lòng ở tại Team Xe Chủy. Rất là đông. Không gian bạn thấy không? Một vòng không? Đó là đi hướng thẳng ra bên đây là bạn sẽ ra đại lộ ngôi sao bên đó nha các bạn. Thấy không? Đi hướng bên đây là lộ ngôi sao, thì hướng bên này là cái chỗ mình ở các bạn. Cái chỗ này gọi là đảo Hồng Kông, đối diện bên cảng của
Cửu Long á, là bên đó là đảo Hồng Kông nha các bạn. Đảo Hồng Kông là chỗ mình ở. Nó mình nhìn qua Hồng Kông được cái là xung quanh là đều là biển đảo này nọ, nhìn được hết đẹp lắm bạn, view đẹp. Cái bên bấm hai lần center chưa? Đó. Chỗ đây là nguyên một cái này là cái hay bờ các bạn, cái cảng rất là nổi tiếng. Thì bạn nào tới Hồng Kông thì nhớ đi tới chỗ này. Thì rất là nhiều khách du lịch từ đại lục Trung Quốc họ đi qua bên Hồng Kông du lịch rất là nhiều trong dịp xuân này các bạn. Thì các bạn biết nền điện ảnh của Hồng Kông thì rất là nổi tiếng toàn châu Á luôn, nên ai cũng muốn tới đây để check in những ngôi sao nổi tiếng trên cái đại lộ danh vọng này. Đợt trước là mình đi qua bên Hollywood, đại lộ ngôi sao rất là vắng các bạn, không có nhiều được như là bên Hồng Kông này đâu. Hồng Kông này khách du lịch đông kinh khủng luôn. Rồi bạn biết là Hồng Kông là thu hút rất là nhiều khách du lịch quốc tế tới nơi, tới đây. Rất khách Tây cũng rất là thích tới Hồng Kông, khách Tây đông lắm, các bạn đi đâu cũng thấy khách Tây hết, nhưng mà Trung Quốc thì lại rất là ít. Và đặc điểm là bạn sẽ đi trên cái đại lộ ngôi sao Hồng Kông, cái lộ ngôi sao này nó giống bên Thượng Hải, thì ở đây thì không có cảnh sát nhiều các bạn, nhưng mà bạn đi bên Thượng Hải bên Trung Quốc là từng mét vuông là có cảnh sát đứng, bạn quay cái gì bạn nói gì là họ đứng sau lưng họ coi thử là bạn đang nói cái gì các bạn. Nên cái điểm khác của lại Hồng Kông Trung Quốc đó là không có nhiều cảnh sát đứng giám sát các bạn. Thì họ tạo hình tạo kiểu, họ hay đứng chụp hình tạo kiểu theo kiểu mà để hai tay như tập võ trên Thiếu Tâm Tự các bạn. Nhìn ra biển trong xanh đẹp lắm. Và cái chỗ này nó tập hợp rất là nhiều thương hiệu cao cấp để các bạn shopping mua sắm, hoặc là khách sạn bên tay trái bạn sẽ nhìn thấy khách sạn, rất là nhiều khách sạn ở tại quốc tế ở đây, và giá phòng rất là cao các bạn, có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu một đêm, rất là mắc tiền nha các bạn. Nhìn qua được đảo Hồng Kông bên đây, mình ở bên đối diện đó các bạn. Thì chỗ này là nó sẽ có những cái dấu vân tay. Dấu vân tay đặt lên chỗ này thì bạn sẽ coi được đây là diễn viên nào. Nó tên là bà này có tên là Cecilia Chun Bác Chi. Và thì mình không biết là Trương Bá Chi hay sao á. Đây là dấu vân tay của Trương Bá Chi. Bạn nào coi phim của Châu Tinh Trì bạn biết là Trương Bá Chi trong phim mà Vua Hài Kịch đó bạn. Là Tôi Nuôi Cô á. Tôi nuôi cô. Bà nuôi nổi anh trước đã. Thằng khờ. Thì đây là bàn tay của Trương Bá Chi nè, mình bỏ tay mình vô cho bạn xem nè. Tay to hơn mình luôn các bạn. Trương Bá Chi tay to hơn mình luôn á. Nè, nó ghi luôn là Actress and Singer. King of Comedy. Đóng vai là Vua Hài Kịch. CFW hết là name win the best new for mình đó. Thì là Trương Bá Chi rất là nổi tiếng với Trần Quán Hy này nọ cái kiểu, bạn biết không, lộ hình ảnh rồi là mình không nói nhiều, nhưng mà đây là dấu vân tay của Trương Bá Chi, một trong mỹ nữ đẹp nhất Hồng Kông. Thì chỗ này dấu vân tay này có chữ ký nữa các bạn, tay rất là to nha. Này có chữ ký là đây là Mr. Anthony Wan Chau San. Thì mình không biết dịch ra tiếng gì, nhưng mà đóng trong phim là câu chuyện cảnh sát rồi những câu chuyện chưa kể về Beast Corp, là Beast là quái vật, Corp là cái gì đó, là cảnh sát original hero không biết, nhưng mà tay rất là to, tay kinh khủng to luôn bạn, luôn kinh phai nhiều lắm bạn. Bạn có thể đi dọc viên cái đại lộ này để coi dấu vân tay, giống như bên Hollywood là họ có cái ngôi sao họ để tên, thì bên này họ để dấu vân tay lên các bạn, thì bạn có thể nhìn. James Wan, đạo diễn James Wan các bạn, chỗ này là để hình đạo diễn James Wan. Nick Cam. Chúng ta đi tà tà ở đây, Starbucks bên cạnh này là có tượng Lý Tiểu Long nữa các bạn. Trên đại lộ ngôi sao, những bên Hollywood. Chúng ta lên coi tượng Lý Tiểu Long nè. Ngay Starbucks luôn các bạn. Bạn nào muốn chụp hình check-in thì tới chỗ Starbucks. Đây, có view, Starbucks có view rất là xịn nha. Đấy các bạn, theo bên đây nè. Đây. Đây có tượng Lý Tiểu Long chụp hình check-in, nhìn hết cả bán đảo Cửu Long, nhìn qua bên đảo Hồng Kông. Huyền thoại Lý Tiểu Long. Đây. Rút le quay nè, con đường của Lý Tiểu Long. Thì chỗ mình đang ở gọi là Cửu Long bạn, Khu Long. Khu Long là Cửu Long các bạn. Đó, mình đang ở tại District nè. Ma Tim Vượng các bạn. À, Du Tim Vượng. Du Tim Vượng. Thì bạn biết là Hồng Kông rất là nổi tiếng về phim ảnh, mà cả châu Á là ai cũng đều hâm mộ. Còn Lý Tiểu Long thì cả châu Âu hay là bên Mỹ luôn bạn, cả toàn thế giới. Nên Lý Tiểu Long là một biểu tượng của Hồng Kông, là đem nền điện ảnh của Hồng Kông ra toàn thế giới. Thì bạn biết phim ảnh của bên Hồng Kông gắn liền với lại xã hội đen của Hồng Kông. Đó là lý do tại sao trong cái
cái bán đảo Cửu Long này mình nói cho bạn biết, nó có là Cửu Long Thành Trại mà hồi nãy mình nói cho bạn biết đó. Cái Cửu Long Thành Trại là gì bạn phải đọc chuyện nhiều đúng không, giang hồ 14k rồi hội tam hòn rất là đông ở tại cái bán đảo Cửu Long này. Các bạn biết là mật độ dân số của Hồng Kông á chỉ khoảng tầm 6.000 người trên 1 km vuông, thì bạn biết là ở tại Cửu Long Thành Trại biết bao nhiêu bạn, gần 1.300.000 người trên 1 km vuông. Có nghĩa là chỗ đó tập hợp đầy đủ xã hội đen, cái băng đảo hắc đạo của tại Hồng Kông. Nên bạn coi phim Hồng Kông nhiều á, bạn sẽ thấy là cái băng đội hội tam hoàng á họ hoành hành ở tại Cửu Long, đặc biệt là Cửu Long Thành Trại. Thì cái biểu tượng của cái hội tam hoàng bạn nhiều coi phim mà của anh Hạo Nam nhiều bạn biết đó, đúng không? Thì họ dùng cái gì bạn, họ dùng cái gì, họ dùng cái dao chặt dưa hấu gọi là watermelon knife. Thì cái mã tấu thì em gọi là mã tấu cho bạn dễ hiểu. Thì cái đó là biểu tượng của hội tam hoàng ở bên Hồng Kông và đặc biệt tại Cửu Long. Thì Cửu Long Thành Trại giờ bây giờ nó rất phát triển các bạn ạ. Giờ nó bỏ cái chỗ Cửu Long Thành Trại rồi, nếu có rảnh thì mình sẽ đi qua bên cái công viên mà Cửu Long Thành Trại cho bạn xem đó. Họ buôn chỗ Lý Tiểu Long rất là nhiều. Thì nền điện ảnh của Hồng Kông là tập hợp rất là nhiều xã hội đen, họ đứng sau mại dâm, cờ bạc, ma túy, rồi phim ảnh tài trợ rất là nhiều. Họ biến thành doanh nghiệp, họ biến thành tổ chức bảo kê, rồi luồn sâu vô chính trị luôn các bạn. Nên khi mà nhắc tới điện ảnh Hồng Kông là phải nhắc tới xã hội đen là như vậy. Bất kể phim, rất là nhiều phim Hồng Kông ngày xưa bạn coi là đều dính tới xã hội đen, tại vì nó nó len lỏi vào từng người dân, từng đồn cảnh sát, từng văn hóa luôn. Một cái dòng biển ở tại Hồng Kông bạn thấy trong xanh đẹp. Bạn coi phim Hồng Kông nhiều bạn thấy người ta hay ra đây đứng là hóng gió hóng mát này nọ đúng không? Đó. Thì bạn hỏi là hội tam hoàng là cái gì các bạn? Cái hội tam hoàng là xuất phát nó là cái hội phản Thanh phục Minh. Thì nó có từ thời nhà Thanh rồi các bạn. Thì lãnh đạo hội tam hoàng đó là các nhà sư của Thiếu Lâm Tự mình review bạn cho series ở Hà Nam á. Thì các nhà sư của Thiếu Lâm Tự là lãnh đạo cái hội tam hoàng phản Thanh phục Minh. Thì sau đó cái nhà Thanh á họ đàn áp cái hội tam hoàng. Họ đàn áp họ dữ quá nên họ mới chạy đi ra xuống Hồng Kông rất là nhiều các bạn, xuống Hồng Kông, Hồng Đồ này nọ, làm Macau, Đài Loan, đó là những trụ sở chính của bên hội tam hoàng. Thì sau này Mao Trạch Đông là chủ tịch Mao Trạch Đông á thì thống nhất Trung Hoa, sau đó là chuẩn bị trả cái Hồng Kông về lại cho Trung Quốc các bạn. Thì hội tam hoàng năm 97 thì họ lại tiếp tục tháo chạy qua bên Mỹ với lại Hà Lan. Bạn coi phim về người trong giang hồ này nọ nhiều thì bạn biết là hoạt động hội tam hoàng bên Hà Lan với Mỹ rất là nhiều. Chỗ tượng bên này là tượng ca sĩ Mai Diễm Phương rất là nổi tiếng. Bạn nghe nhạc Hồng Kông thập niên 80-90 bạn biết rất là nhiều về Mai Diễm Phương, một trong những biểu tượng ca sĩ hàng đầu của Hồng Kông, cũng có đóng phim Châu chung với Tâu Tinh Trì luôn các bạn. Đây chỗ này cho bạn xem nè. Thì Mai Diễm Phương tên là Anita Mùi nữa các bạn. Sinh 1963, mất 2003, mất vì bệnh ung thư. Thì bạn thấy không? By Anthony Lau là Lưu Đức Hoa, Andy Lau là Lưu Đức Hoa, bạn thấy không? Thì bạn rất là thích Andy Lau. Thì cuộc đời Mai Diễm Phương là chỉ yêu một mình Lưu Đức Hoa thôi. Nhưng mà Lưu Hoa lại có vợ là người nhớ không lầm là Malaysia các bạn. Thì bà buồn quá, sau này bà ung thư bà chết, cũng chưa có chồng. Thì bạn nào nghe nhạc nhiều của Mai Diễm Phương thì bạn biết là bên kia là Lý Tiểu Long, bên này là Mai Diễm Phương. Nhìn ra cái cảng Cửu Long, nhìn qua bên kia là đảo Hồng Kông rất là nổi tiếng đó. Biểu tượng của Mai Diễm Phương á, tóc dựng lên là biết liền. Như bạn sẽ thắc mắc là tại sao cái những cái tên như nãy Lưu Diễm Phương là Antina Mùi, rồi Andy Lau là Lưu Đức Hoa bạn, đúng không? Jackie Chan này nọ. Thì thật sự là ngày xưa Hồng Kông đó là thuộc địa của Anh, nên bây giờ là tên của người Hồng Kông á là họ đều lấy tên của tiếng Anh hết á, nên là bạn sẽ thấy là họ dịch ra là tiếng Anh chứ phải khác với tên của Trung Quốc rất là nhiều. Nghĩa là họ không dùng tiếng Anh, nhưng mà bên Hồng Kông là khi bạn sinh ra, khai sinh ra là tên của bạn là có tiếng Anh. Hệ thống giáo dục cũng là tiếng Anh, rồi giao thông cũng là bên Anh, rồi nói chung là đầy đủ luôn các bạn. Nghĩa là bên Hồng Kông này là họ theo phương Tây hết 100%. Nó khác hẳn với là Trung Quốc đại lục rất là nhiều. Ok, bạn giờ dẫn cho bạn coi thử mua sắm bên Hồng Kông là nó có gì thương hiệu trong này các bạn. Đây. Ui. Ở trong này là trung tâm mua sắm tại Hồng Kông rất là nổi tiếng, Gucci nè, Balenciaga nè, bạn thấy không? Rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Xa xa là có Cartier, Mark Lauren. Trời ơi. Thấy Hồng Kông. Bạn thấy cái độ xa xỉ, siêu thị xa xỉ ở tại Hồng Kông chưa? Balenciaga nè, thấy không? Đây phải, bên này là Saint Laurent, ESL, YSL, Koi, Cartier, ui những cái mall, trong cái mall của Hồng Kông mà thấy sao? Thì bạn nào muốn mua sắm á, một là qua Singapore, hai là qua Hồng Kông. Thì đây là cái khu mà cao cấp luxury, bạn có thể qua cái outlet, bạn mua nó rẻ hơn nữa các bạn.
có outlet như bên Mỹ luôn, rồi có luxury luôn như là Singapore luôn. Thương hiệu này xa xỉ, tại vì Hồng Kông nó rất là giàu các bạn. Thì là một trong những đất nước mà giàu nhất thế giới, thu nhập rất là cao, trung bình một người Hồng Kông họ có thể kiếm 1 tỷ một năm, là trung bình khoảng 45.000 đô một năm, gần 1 tỷ mốt. Thì thu nhập rất là cao, cao hơn Nhật nha các bạn, cao hơn Đài Loan, thì và cao gấp khoảng tầm 4 lần so với Trung Quốc. À, đó. Không gian à. Ôi, nhìn sang trọng hơn chưa mấy ông. Đây cái mall luxury ở tại Hồng Kông. Nè, ít Chanel nữa nè, thấy không? Chita Louboutin. À, cái dép giày các bạn, giày màu đỏ Louboutin. Nhiều quá. Đây là cái đường phố mình sẽ đi tới cho bạn coi cái đường Hải Phòng. À, ở tại Việt Nam các bạn, đường rất là đông, nổi tiếng bên Hồng Kông. Đó, thấy bạn thấy đông không? Phố mua sắm nhộn nhịp không bạn? Công nhận Hồng Kông đông kinh khủng thiệt. Ôi, có những cái tiệm mà nó bán từ 1848 tới giờ luôn. Công nhận vàng bạc đá quý. Đường phố Hồng Kông. Sau lưng mình hướng qua này là xin là cái đường Hải Phòng nữa các bạn. Đường mang tên ở tại thành phố tại Việt Nam của mình. Rất là nổi tiếng bên này, đông lắm, đi qua đây. Đông không? Kinh khủng hồng. Đây, chúng ta tới cái đường gọi là đường Hải Phòng của tại Việt Nam của mình nè. À. Thì sorry này cho bạn coi là giang hồ Hồng Kông hay sao. Thì ở Việt Nam mình có cái câu là Hải Phòng không lòng vòng, giang hồ Hải Phòng thì mình cũng chưa tiếp xúc, nhưng mà thấy người Hải Phòng cũng khá là thân thiện. Nhưng mà cái câu nổi tiếng đó là giang hồ đất cảng Hải Phòng. Thì đây là cái con đường Hải Phòng các bạn, rất là đông, vui. Là gì? À, có được có cái Hải Phòng Mansion nữa các bạn thấy không? Đó. Thì đây là cái con phố đường tên mang tên Hải Phòng ở tại Hồng Kông. Thì ngày xưa mình nói chuyện ở video trước, mình nói chuyện với cái bác ngồi ăn chung với mình á, bác đã nói là sau chiến tranh á, sau năm 75 á thì người Việt Nam mình đi qua Hồng Kông rất là nhiều, và họ sinh hoạt ở tại Hồng Kông này. Thì có đường Sài Gòn, Hà Nội rồi Hải Phòng luôn nha, có đường đầy đủ, có ba đường đó luôn. Không gian trước là men quay trước cho bạn xem nè, nguyên con đường Hải Phòng này nó nhộn nhịp kinh khủng. Hãy tự hào chưa? Bên này thì hội Tam Hoàng gặp người Việt Nam mình Hải Phòng mình cũng phải sợ mà. Đó, con phố đường Hải Phòng đó nè, Hải Phòng Road nè, bạn nhìn nào, cái men quay bên trái nè, thấy không, cái chữ Hải Phòng 51 52, Hải Phòng Road, thấy không, đường Hải Phòng đàng hoàng nha các bạn. Ở đây bán đồ rất là nhiều, quần áo, thời trang, đủ loại á. Ủa các bạn, sau khi thăm Đại Lộ Ngôi Sao, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô trong chỗ chợ đêm ăn rất là nổi tiếng ở tại Hồng Kông, gọi là Temple Street. À, thì đây bạn thấy cái cổng không? Rất là kiểu Hồng Kông cổ xưa. Thì ở đây tại là cũng là trong cái Cửu Long luôn nha các bạn, bán đảo Cửu Long luôn. Thì trong này là bán rất là nhiều đồ ăn signature ở tại quận Cửu Long. Thì bạn biết ngày xưa là giang hồ Hồng Kông rồi, cầm dao chém lợn chém đồ ra đây chém nhau bảo vệ kê ở tại chợ rất là nhiều. Thì đây trong cái chợ này theo chân mình bạn làm lồng đèn đỏ rất là đẹp nè, hai bên check in nè. Thì dọc cái con đường này bạn thấy trước mặt á là lồng đèn đỏ bán đồ ăn hai bên, rất là nhiều món bạn có thể lựa. Rất là nhiều khách vô đây ăn uống chụp hình các bạn, khách tây khách tiết đầy đủ hết. Hai bên hàng quán rồi bạn thấy không? Ở đây họ bán rất là nhiều, đây thì ở ngoài thì là xúc xích xúc đồ,
Bên trước mặt đây là, đây là trước mặt sẽ là phá lẩu nè. Ở Hồng Kông họ rất là chuộng phá lẩu bạn à, tiệm hai tiệm này là cô phải cắt phá lẩu nè, cái miếng quay cho bạn xem nè. Đó, họ để phá lẩu củ cải, lòng, phổi, sách, nhiều loại ha, thơm thấy mẹ luôn. Bữa nay mình ăn phá lẩu nhiều. Viên chiên cũng là viên chiên, họ làm cái gì đây, lòng, trời ơi cái bộ lòng đỏ, lòng mà ướp phá lẩu thơm phức, lòng là ruột, ruột già các bạn, ruột già bay mùi theo kiểu đậu hũ thúi á. Nhìn đẹp quá, chắc mình ăn thử miếng ruột già mà nhìn ngon thử các bạn. Đó, bên kia là lục cục. Một dãy á, thì có giá nè. Bán cái này 15 đồng các bạn, 15 đô. Để chờ hai người này đi hả? Thôi, thử cái ruột già đi. Xuất hàng hả? Can I have one? Ok, sorry, càng vừa tối càng đông. Diễn viên nổi tiếng hả? Có ai nổi tiếng không? Các bạn có biết ai nổi tiếng không ạ? Nổi tiếng không? Ôi 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 ai quá tay. À, đài truyền hình TVB. Ôi, anh TVB các bạn, đây là đài bên TVB trực tiếp cho bạn coi luôn. Thấy thấy nhỏ nhân viên là TVB không? Gây bên quay cho bạn xem nè. Hướng ở đây mình thấy á. Ở TVB các bạn. À, của đài TVB. Của bên Đài Loan. Mình đi là mình hóng được cũng vui các bạn. Cũng đông á. Có diễn viên nào đó? Hả? Diễn viên nào vậy? Tôi thấy là God, em cầm mic rồi đó nha. Tôi không biết ai. Ai à? Ui, cặp cái quay chắc là cái TVB thì các bạn thấy đài truyền hình nào trong quay quay đời thì cho bạn coi là có một cái đèn nè, có mấy quay mấy quay to lắm bạn, TV nè, bạn hay coi phim TVB ở tại Việt Nam nhiều đúng không? Đài TVB thì giờ mới thấy ngoài đời thiệt đó. Xinh á, thấy mấy em hướng dẫn viên xinh á. Đó, bạn thấy không, phỏng vấn không? Để tôi vô tôi phỏng vấn thôi coi bạn, nói gì tôi không hiểu gì á. Không có đông vui không? Thấy cái mic không bạn? Thấy cái mic TVB đúng không? À, cái mic các bạn. À. À, ở tay. Thôi giờ đi kiếm á. Kiếm gì ăn nữa bạn? Caramel hả? Đồ ăn phá lấu hả? Đây. Ăn thử mấy lục cục. Cục trắng, cục đỏ. Nè, cái này. What is this? À. Lục cục. Dạ nhá. Oh no, can I miss? Miss. Ah, yeah, miss. Yeah. Oh, yeah. Okay. How much? À, ok. Đây là đi 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 con. Thank you. Can I try đi. Thử luôn các bạn. Mình thấy cái cục vàng 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 này là gì, mình ăn thử thôi. Mở tay á, cục vàng vàng này là gì? Chả cá. Bạn có thấy thịt nướng sốt đâu không? Thơm á. Ăn no quá trời no. Giờ hướng này ăn thử gì nữa. Nồng đen nồng đỏ. Đồng quá không? Ừ.
đúng không? Phố đi bộ mà. Có lẩu thúi gì không? Đâu? Lẩu thúi hả? Hả? À? Lẩu thúi không? Đơ bơ, đơ heo, đơ bơ không? Đơ bơ cũng chỉ suýt phút giống như tôi hả? Đây chỗ này có tiệm này nè. Tiệm này phá lấu. Đủ món nè, trụng rất là ngon các bạn. Giờ sẽ ăn thử ha. Dạ, can I have one? Dạ. À này nhúng trụng phá lấu không biết kiểu gì. Nhìn có vẻ ngon á, là một dĩa bự luôn các bạn. Trộn lên. Nhìn ngon lắm bộ. This one how much? This one 128. Ah, how can I? How you have the small one? Yeah. Đây dĩa đó là 128 mà. Nhiều quá, năm này nó có ruột nè. Nhỏ to. Yeah, small one. Ở bên Hồng Kông nhiều món nhìn ngon các bạn. Phá lấu. City. À, City bạn, ok. Ngon á. Chan nước xì dầu nữa nè bạn. À, thấy không bạn, thấy xịt phút nhìn ngon à. Dạ. Yeah. Có chè. Đây, phần của mình. Cái lồ xiên các bạn. Dạ, yeah, to chè, to chè. À. Nó thấm đó, bạn vừa ăn lắm. Vừa lúc nè, đây đây nó có miếng, cái này là nạm nè. Bắp bò các bạn. 60 đô. Khoảng tầm 200 ngàn các bạn. Một phần bự nè. Trứng nè. Lòng đây là tai. Đây có tai heo nữa. Vừa ăn bạn. Cái này mua về chứ không? Ăn mì gói. Là chân vịt nè. Ở bên Hồng Kông rất là nổi tiếng về món vịt quay rồi rất là nhiều vịt. Nhưng mà bên YouTube vậy biết không, mỗi lần quay mà vịt lên này nọ là bên YouTube là nó không có cho quay các bạn. Bên. Có rồi đã vô luôn. Còn bự luôn bạn. Giờ sau lưng này có bán nước uống đó bạn. Qua đây mua nước uống. Đó. Cạnh bên cạnh luôn cho nó nhanh mà. Uống gì? Cái men nó dưa hấu hả? Nước ổi đó nè. Dưa hấu ổi. Dạ dạ, can I have this one? Này nó ép ổi á, ổi bên Hồng Kông bự các bạn.
thấy không? Trời ơi, nó to. À. You the same? No. Yeah. Tiệm nhìn red các bạn. Có lấu ngon không bạn? Bông chỗ ra tôi ăn. Phần nước ép ổi rất là ngon. Hết 70 đô 2 ly. 1 ly là 35 đô là hết tầm 100 ngàn ly ép ổi. Bạn ổi nghiêng chất. Ngon á. Nhiều loại. Cũng xúc xích các bạn. Đồ Hồng Kông nhìn đẹp á. Bên này là gan mề gà, nấm, mực, viên chiên à, nướng. Bên này là cái gì? Cũng lòng chiên luôn. Lòng đen các bạn. Mua rất là nhiều. Đồ viên chiên nít thích ăn lắm. Tiệm này họ bán seafood, bán hàu nướng, phô mai, rồi tôm. À, làm chả tôm ha. Hàu thì bạn có thể ăn ở trong. Mua xong mà vô trong này ngồi ăn các bạn. À, đó này là những cái chung cư cũ ngày xưa ở tại quận Cửu Long các bạn. Bán đảo Cửu Long á. À, thì họ người dân họ ở trong đó xong họ đây họ buôn bán luôn. Đó, thì bạn thấy chung cư cũ ngày xưa không? Vô họ bảo kê bảo đồ bánh lộn á. Ở đây có cái tiệm gì lâu bạn, Temple Spicy Grab hả? Hướng bên này thì bán quần áo, giày dép các bạn. Nguyên trục đường chính này là phố đi bộ mà. Rồi thấy cái không gian ngày xưa giống như là bạn coi phim, mấy phim mà bụi đời giang hồ rồi vô mấy khu chung cư cũ này các bạn thấy không? Anh Hạo Nam làm chùm ở khu Cửu Long rồi. Đó, bạn cho bạn coi vô thử là trong này họ bán cái gì nè. À, cá. Cái cá chim ha, cá chim nó chỉ vàng tôm tích nè các bạn. Nhiều á. Trên này tôm tích nhiều nè. Thì đây, ở bên này thì bán cua. Ui. Cua bự lắm mấy ông. Đó, còn sống luôn bạn. Trời ơi, cua nó to. Nhìn ngon như thế. Này ta nguyên lỗ cua nè. Cua to các bạn. Đây. Hướng ở đây thì lại là cái con nghêu. Nghêu xà lụa, xà lông gì nè. Đây là ốc móng tay. Nguyên rổ móng tay là hải sản bên Hồng Kông. Trong này thì có con gì quên tên mẹ luôn rồi. Đào ngư. Trời ơi lâu quên luôn. Tôm dưới này nhiều các bạn. Đó. Dọc ra chỗ này, nguyên khu chỗ này họ nổi tiếng về rap mà. Rap quá trời luôn, rap bên này nữa. Ăn quanh cùng chung một cái nhà hàng hay sao á. Dọc chỗ này nữa. Quá trời luôn. À nhỏ ok ok. Ủa các bạn, chúng ta đã lên được cái món gọi là con cua khổng lồ ở tại quán này các bạn ạ. À. Đây là con cua mình đặt riêng đặc biệt các bạn. Bạn nhìn con cua nè. Mà thôi càng bự chứ. Con cua này thì chỉ giá là 500 đô các bạn. 500 đô Hồng Kông là tương đương khoảng 1,6 triệu một con các bạn. Trời ơi càng nó to chứ. Đó. Bạn thấy đây là cái càng của nó, một càng nè. Nó to lắm bạn. Thì đây là càng thứ hai của nó nè. Thì mình lấy lên cho bạn xem thử là cái độ to của nó khổng lồ như thế nào. Các bạn thấy không? Giùm mình thấy không? Má ơi nó to bằng cái bàn tay mình luôn. Một con cua. Kiểu con cua mà bên Hồng Kông Cà Mau tươi sống nha các bạn. 500 đô. Đây là cái mai. Đây là ở trong nè. Xào Hồng Kông. Các bạn thấy không? Ui nhìn nó thơm phức à. Là có cái hành nè, ớt nè, cây tứ xuyên nè, tỏi. Thơm lắm bạn, bạn ngồi đây là ngồi đây bạn sẽ thử được cái mùi rất là thơm. Thì chỗ này là cái phố đi bộ mà. Cái tầng quán cua này nó tồn tại bây giờ là khoảng tầm 70 năm rồi các bạn. Rất là lâu rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử cái càng nè. Khổng lồ nè.
Đây, thử nha. U cái cây ngon bạn tỏi ớt. Trời ơi, mặn ngon bạn. Quá ngon luôn á. Này không đặt vô hết. Bao đó bạn, đặt vô ra. Trời ơi. Đập chưa hết. Mình bẻ nãy giờ cái càng này hoài không được luôn á. Nó chưa đập hết các bạn. Bo quá. Bây giờ mình ăn càng nhỏ đi. Cái càng này để chưa lại cho Gandamien đó mà. Đây. Lột ra được sẵn ra. Đói bụng quá rồi. Ngồi chờ là khoảng tầm nửa tiếng các bạn. Thử nha, thử nha. Trời nó ngon các bạn. Thơm. Tươi rói luôn. Thì Hồng Kông á rất là nổi tiếng về kiểu ẩm thực này, bạn biết á. Hồng Kông nữa là ở Việt Nam, nó thuộc là gần Quảng Châu á, Quảng Châu, Quảng Đông á, đồ ăn rất là ngon các bạn, chế biến rất là ngon. Mình ăn cơ cơ ở đây cho mình lên kia ăn chi chít tiếp. Ủa đó, đang mà dính tay tùm lum nè. Ngon không bạn? Đây, tiếp theo mình ăn ở trong này luôn. Nó có càng to càng nhỏ bạn. Cua, dạ cua Cà Mau. Thì ở tại Hồng Kông mình nói với bạn biết rồi, giá cả nó rất là đắt đỏ. Bạn mình ăn một bữa trong trong xịt chiếc phú trong này không là tầm khoảng tầm gần 3 triệu các bạn. Chưa ra món hết. Đây, đây là càng của nó nữa nè. Wow. Mình đây còn hai món nữa. Dạ dạ dạ. À, to chè. Đây là ốc móng tay. Không biết. À no. Đây là ốc móng tay nữa. Nhìn ngon chưa? Giờ mình ăn thử con cua này trước đã. Đó. Ăn cho hết rồi. Càng của nó nè. Ui thịt nó. Ừ. Ngon nhưng mà nó hơi bị ốp nha các bạn. Nó hơi ốp. Con cua này tới 500 đô mà hơi bị ốp nha. Ăn mấy hành rồi. Good. Đây là ốc móng tay. Ốc móng tay thì dĩa này mình kêu ra khoảng tầm 90 đô. 90 đô là khoảng tầm nhân lên khoảng tầm mấy trăm ngàn á. Đó tầm 300 ngàn. Ở làm theo kiểu cây cây. Cây cây, cây nóng tứ xuyên các bạn. Mình hải sản tươi sống đó các bạn. Ngon á. Gandamien thích ăn cái này lắm. Bông tay nè. Công nhận đầu bếp Hồng Kông nổi tiếng xưa giờ các bạn à. Nức tiếng về nấu ăn nấu uống à. Ở bên Mỹ các bạn thuê đầu bếp Hồng Kông á để nấu nướng á, luôn rất là cao. Lương đầu bếp Hồng Kông khoảng tầm 30 đô một giờ bên Mỹ. Bên Mỹ bạn biết không? Cái mức lương của nó. Cái mức lương của nó ví dụ như ở Cali á khoảng tầm 12 đô, bên Houston là khoảng tầm 7 đô, 8 đô một giờ. Nhưng mà cái lương đầu bếp á là khoảng tầm 30 đô một giờ. Rất là cao, cao gấp khoảng tầm 3 lần so với lao động phổ thông á. Đây tiếp theo mình ăn thử cái mình nè các bạn. Đây. Thì đây, đó là rất là nhiều. Lại là cái càng. Ui, nhìn ngon chưa phải không? Thử nha. Thích nhiều lắm. Đây. Thịt trắng, trắng Âu à. Ngon. Chắc thịt lắm. Nhiều thịt. Ngon lắm. Ngon thịt. Thì cái khu này mình nói rồi, khu chợ thì hay có bảo kê giang hồ đồ hội tam hoàng hội 14k rồi mình nói bạn á. Nên vô mấy khu trong Cửu Long này không giỡn đâu các bạn. Giang hồ cầm mẹ tấu ra chém thấy mẹ luôn. Đúng không, Hồng Kông rồi. Cái khu mà bạn coi phải không, tuyệt đỉnh công phu á, các bạn biết tuyệt đỉnh công phu của trong kinh kỳ không?
thì nó làm theo kiểu mô hình ngày xưa đó, là cái bà chủ qua chủ nhà trọ là ở trong là Cửu Long Thành Trại các bạn à. Cửu Long Thành Trại là cái gì mình nói bạn đó, cái đó là một cái chỗ gọi là vô chính phủ, một cái chỗ á là thuộc Cửu Long mà nhưng mà vô chính phủ các bạn à, ngày xưa thuộc thuộc địa của anh á, thì anh nó không quản lý à. À. Trời ơi kìa. Bên anh á thì nó bỏ lơ, bên Trung Quốc á thì nó cũng không quan tâm luôn. Đó là lý do tại sao mà cái chỗ Cửu Long Thành Trại á là nó trở thành vô chính phủ các bạn. À. Rồi cái mình qua xa chút nè. Nó vô chính phủ nên đó là lý do tại sao mà băng đảng giang hồ rất là nhiều. Sao đen và cảnh sát Hồng Kông á, họ không dám vô trong Cửu Long Thành Trại luôn. Nên bạn thấy cái băng đảng Vũ Liêm á là nó vô á, nó quậy từng bần đồn cảnh sát rồi nó quậy tùm lum tà la hết các bạn, nó phản ánh thực tế đó, tại Hồng Kông á. À, phim đó cũng phản ánh thực tế các bạn, chứ phải là đùa đâu. Thì Hồng Kông á là mình chưa nói bạn biết á, là nó thuộc dạng là đặc khu hành chính Hồng Kông. Bạn biết là đặc khu kinh tế là hưởng lợi ích về kinh tế, nhưng mà Hồng Kông là dạng đặc biệt, nó gọi là đặc khu hành chính, nghĩa là nó được quyền gọi là làm về kinh tế, là thuế má là đều giữ lại hết các bạn, nó không có đưa về Trung Quốc, và giữ là một quốc gia hai chế độ các bạn. Nó cao hơn là đặc khu kinh tế, hành chính là được quyền tự quản hết về đất đai rồi thuế má luật pháp nhiều. À, ngồi lột cua từng miếng ra ăn phải không? Không gian xung quanh ở bên kia mà anh có thể ở bên đối diện bên kia nữa, đông lắm bạn. Lên ở quán này nó nằm hai góc ngã tư luôn mà. Cái quán này nó tồn tại từ thời mà còn tồn tại mà Cửu Long Thành Trại bạn. Ồ nó cay. Cây các bạn ơi, uống miếng bia ngon á. Nữa nè, ui công nhận cua to ăn đã thiệt các bạn. Đó thì mấy ông tốt nhất á, mấy ông ở nhà ăn bánh chưng bánh tét ở ớn chưa, no chưa? Rồi coi dạ chưa gì. Cải Hồng Kông rồi mấy ông, dĩa này là khoảng tầm 70 đô tầm 250 ngàn á. Mức thu nhập ở Hồng Kông cao lắm mấy ông. Ngon phải mặn ngồi mấy ông. Nhà Hồng Kông đầu bếp ok, bọn làm gì cũng ngon á. Đó ớt này, đây là cây thứ xiên trong lẩu rồi mấy ông, đang là đổ mũi đổ đòi tùm lum luôn á. Thôi mình ăn sơ đây, chuẩn bị ra ăn thêm 19 phút để các men ăn các bạn. Thì chỗ này là cái chỗ phố đi bộ rồi bạn, cuối phố đi bộ bạn thấy không? Này nó chặn đường phố đi bộ chỗ này là đi xe được. Thì cuối phố đi bộ thì chỗ này mình có một cái quán mì rất là to, rất là nổi tiếng nè. Cuối phố đi bộ, góc ngã tư luôn. Mì bò Hồng Kông. Thì giờ thì chúng mình vô ăn món mì bò, tôi no lắm rồi, giờ review ông xem. Đây. Món đó là nổi tiếng, nhà hàng rất là to. Đây. Bạn sẽ thấy là cái món nó có menu nè, cái món mì. À, hoặc là tô trên này mì bò có huyết đồ nè bạn thấy không? Ok giờ theo chân mình vô thử ngon không? Đây là không gian ở trong quán các bạn. Đây bạn, đây là cái phần mì ở tại quán. Chỗ phố đi bộ rất là nổi tiếng nè. Đây là phần mì bò, mấy cái tô mà nó to kinh khủng các bạn. Trong này có trứng nè, à, cái trứng cắt làm đôi. Đây là bạch tuộc mực các bạn, rồi phá lấu nè. Đó, sách bò, mực,
hai cái viên chiên đó, cũng là một cái nội tạng bò luôn. Ở trong này có phần rong biển nào mì à, mì sách bò mà đây xuất ra ít cho caramel ăn mà. Phần bự quá trời bự luôn. Mình sẽ ăn thử ít nha. Miếng sách nè. Cái trứng nè. Đây. Cái trứng. Bên này Hồng Kông mà thích ăn nội tạng không mà. À. Đây. Rồi, mình sẽ ăn thử cái chén này các bạn. Cái nước này bay mùi rong biển rất là nhiều các bạn. Nó giống như vị của mì ramen á. Là cộng nhỏ, mì trứng. Lại một phần nữa, đây là cái lưỡi này giống như lưỡi bò các bạn. Thật thật. Tô to chứ bộ. Thì cái tô này là họ bán là hết nhiều tiền mình không nhớ. Nhưng mà tổng mình ăn hết là 115. Này á. Đây. Đó tổng mình ăn hết 115 đô các bạn. 115 đô hơn toàn mà 400.000 các bạn. À, thì tô này 65 đô. Tô này khoảng tầm 200.000. Ở Hồng Kông được cái là cứ càng về đêm mà càng đông, càng về đêm mà càng đông các bạn. Nếu bạn qua đây chơi á thì bạn buổi sáng mà cứ ngủ đi, xong rồi đi từ từ trưa đi chiều tối các bạn. Thì Hồng Kông nó xài đô la Hồng Kông chứ không phải là xài nhân dân tệ như bên Trung Quốc nha các bạn. Chả cá thơm á, đậm đà các bạn. Ở trong nó cũng còn có gì là đậu sẵn luôn. Chả cá này chả cá tươi không, họ tự làm bằng tay á. Đây là một phần mực. Đây nữa. Một phần này giống khăn lông hay là gì đó. Cũng được bạn, ngon quá. Trời nó đã, tôi ăn mà không ngừng nghỉ luôn. Má ăn từ lúc chiều tới tối luôn. Đây tiếp theo là món này. Đây là cái món octopus bạch tuộc chiên. Bạch tuộc chiên nha các bạn. Thì là giống như chả mực ở bên Hải Long các bạn. Ngày bạn chấm vô đây. Đây là giống như món chả mực. À, đó, thử nha. Chả mực thơm cũng ngon á. Thấy ai vô, ai vô đây cũng ăn cái combo kiểu này các bạn, chả mực với mì bò. Ngon á. Cái này ăn hết em về khách sạn ăn tiếp không. Nó ăn nhiều quá. Vừa hút cho mấy ông thêm đầu năm mới này nọ cho mấy ông ở nhà ăn bánh chưng bánh tét nhiều ớt á. Coi thì mới biết là cái Hồng Kông gọi là đặc khu hành chính Hồng Kông, thì tất cả không là khu kinh tế, nghĩa là hành chính Hồng Kông, nghĩa là họ có pháp luật riêng, giáo dục riêng, rồi tiền tệ riêng, rồi tất cả mọi cái GDP của Hồng Kông á là nó đều là không có chuyển về lại Trung Quốc các bạn, là Hồng Kông vẫn giữ lại. Và cái GDP của Hồng Kông là bằng với Việt Nam mình các bạn. Thì dân số Hồng Kông chỉ có 7,5 triệu người thôi, mà ở Hồ Chí Minh á là tới 9 triệu người rồi đó. Nhưng mà GDP thì lại bằng cả Việt Nam luôn. Thì nên người Hồng Kông á thì họ cũng sống họ cũng khá là cao các bạn. Ở châu Á này thì thua mỗi Singapore. Các bạn, Singapore hơi đắt đỏ nhất. Thôi, cái tập này cũng khá là dài nè, rất kết thúc tại đây. Và hẹn các bạn ở đi đầu sau mình sẽ đi qua bên chỗ khác hấp dẫn hơn, điều bạn xem ở Hồng Kông này. Còn tập sau nữa các bạn. Đồ này mà ăn không khéo gây sự, cầm mẻ tấu nó chém. Ngày xưa là băng đảng bú rìu các bạn nhớ không.